안녕하세요. 아, 김, 예. nghe rõ rồi. Ok. Rồi, Vũ Nhã nè. À, bạn Linh nè. Kim Phương nè. Ôi. Rồi, bây giờ chúng ta học nha. Học trang 82. Các bạn xem trang 82 là nội dung nói gì. 직장 동료에게 점심 식사에 대해 조언하기. 조언하기. 조언하다 đây là khuyên, khuyên đúng không ạ? Khuyên nhủ, khuyên bảo, hoặc là khuyên bảo ai vậy? Khuyên bảo đồng nghiệp cùng làm công ty đúng không? 직장 동료 là đồng nghiệp nè. Khuyên đồng nghiệp về cái việc mà ăn trưa, ăn trưa. Thì Saram Il và Saram Il đang nói cái gì đây? Bạn Saram Il mời bạn Mai Phan. Mai Phan đọc Saram Il nha. Còn Saram Y mời bạn Linh. Rồi bắt đầu đi chị. Saram Il. Không phải. Cái phần Saram Yên ở trên đó chị, hình như bị ồn đấy. Nè, rồi Saram Y mời bạn lên. Nè, đúng rồi. Bây giờ nội dung này nó nói cái gì? Bây giờ người ta bắt chuyện về cái gì nha? Saram Il. Xin nghiệp sawon imita. Xin nghiệp sawon imita. Đây là nhân viên mới vào làm công ty đúng không? Nhân viên mới vào công ty làm. Hesa tongryo eke butong otieso sisa hanen chi mutko. Muosul mong gulji murushipsio. Là có nghĩa gì đây? Otieso sisa hanen chi. Nen chi ở đây là câu hỏi nha. Xích xa hình gì à, một cô hỏi hỏi ai đây, hỏi bạn đồng nghiệp. Hỏi đồng nghiệp là thường thì ăn trưa ăn cơm ở đâu, và hỏi là ăn cái gì. Mua xứ, mua xứ mỗi gửi chỉ mua rưa xịp xịu, hỏi là ăn cái gì. Rồi sao năm hai bố tôn gỗ thì về sò trong xin xích xa hà nình chí mà he chủ cô. Nói cho người bạn nghe là thường thì bố thôn thường thì ăn trưa ở đâu, và trong sim shisa hal shitang. Hal shitang ở đây là gì đây? Shisa hal shitang, quán ăn mà mình sẽ ăn đúng không? Đây là thì tương lai, định ngữ trong nó nằm trong thì tương lai. Và đề nghị món ăn và quán ăn sẽ ăn trưa. Rồi bây giờ Kevin và Hanh Yeon đọc nha. Mời bạn Quang Trinh. Kevin. Hanh Yeon là bạn Vũ Thị Nhã. Xì chắc. Ilşik 잘합니다. 네. Rồi, tới bạn Nhung, và bạn Kim Phương. Kim Phương em nói được không?
Chị Phương lần trước không nói, bữa nay không nói nữa hả? Rồi tới bạn Linh, Linh với bạn Nhung nha. Tiếp. Nè, yeah. Rồi bây giờ mình coi cái nội dung nói gì nha. Chúng sim sister는 보통 어디에서 합니까? Có nghĩa là gì đây? Chúng sim sister는 thường thì bữa trưa cậu ăn ở đâu? 우리 회사 직원들은 보통 회사 구내 식당에서 먹습니다. Vậy thì trong câu này, 구내 là gì đây? 구내. Trong trong nội bộ công ty. Trong công ty, trong nội bộ công ty ấy. Vậy câu này mình dịch thế nào? Nhân viên công ty. Ăn ở trong ông ở quán ăn trong công ty. 회사 근처에 일식집이나 중국집에 가는 사람들도 있습니다. 일식집 ở đây là gì đây? Quán ăn bán món Nhật. Còn Trung Quốc chip là quán ăn bán món Trung Quốc. Canon Saram từ tố cũng có. Các bạn xem đây. À, cứ sĩ tăng ấy cả nên Saram từ tố ít ta cũng có nhiều người, cũng có những người hoặc có nhiều người đi đến quán Trung Quốc hoặc là quán Nhật Bản ở gần công ty. Rồi. 한영씨도 보통 구내 식당을 이용합니까? 이용하다. Sử dụng. Dùng. Cũng cũng như cũng như cũng đi đến đó ăn đấy. Iyon hata nó có nghĩa là sử dụng, dùng, nhưng mà trong cái trường hợp xích tăng á thì mình nói là mình đi lui đến đó mình ăn, như là mình đến đó mình dùng á, có nghĩa là mình cune xích tăng ấy, như là dùng, như không cune xích tăng ấy iyon hamnica, như là cune xích tăng hoặc là ở ngoài. Cune xích tăng là quán ăn trong nội bộ công ty, còn ở ngoài công ty là parke. Coi như là cũng có sự anh cũng sử dụng quán ăn trong công ty à, nó có nghĩa là vậy đó, anh cũng dùng quán ăn, anh cũng lui đến quán ăn trong công ty à. Rồi nè, 음식도 잘하고 값도 아주 쌌거든요. Món ăn cũng ngon và sẽ tốt trả đạo cô, cũng như là nấu ăn giỏi, nấu ăn ngon và giá cũng rẻ, cũng rất là rẻ. 그런데 시간이 있으면 가끔 회사 근처 한식당에 갑니다. 한식당 là quán gì đây? 한식당 là quán ăn Hàn Quốc. Nè. Nhưng mà thỉnh thoảng khi có thời gian thì cũng đi đến quán. Đúng rồi, đúng rồi. Những cái phần hội thoại này các bạn chịu khó học xong rồi phải đọc lại nha. Tại vì cái phần này là nó nằm trong phần nghe của TOEIC 2, nó nằm trong cái phần nghe hết. Những cái tình huống như thế này là nó nằm trong đề thi hết. Các bạn đừng có xem thường cái phần này nha. Rồi.
그 식당은 삼계탕을 아주 잘합니다. 아, 그 왕은 더, 디, 뭐, 너무 멍, 야함, 야함쌈. rất là ngon. 아, 그래요? 삼계탕은 어떤 음식입니까? 어, 멍, 야함쌈 này. Là, là cái món gì, là món nào, món như thế nào? 삼계탕은 인삼과 닭고기로 만들어서 건강에 아주 좋은 음식입니다. Có từ nào mới không? Không có từ mới nè. Vậy thì món gà hầm xăm này đó được Cái làm món gà bằng hầm sâm này thì được làm vì là được làm bằng nhân sâm và gà thịt gà. nên Nên tốt cho sức khỏe là món ăn tốt. là cái món ăn mà tốt cho sức khỏe. Ừ, rất là tốt cho sức khỏe nha. Hôm bên mổ có bồ cô ship của nhỏ. Ồ, tôi muốn ăn thử một lần quá. Cảm thán nha. Ồ, tôi muốn ăn thử một lần quá. À, cho nên là chị một mổ có bác sĩ mì đó. Tôi Tôi chưa thì từng. đã chưa thử ăn lần nào. Tôi chưa ăn Vẫn thử lần chưa nào. thử ăn lần Ừ. nào. 그러면 오늘 같이 삼계탕을 먹어볼까요? Vậy thì hôm nay thì Mình cùng ăn thử mở cái bô tả a ô bô tả ăn được. à, vậy thì hôm nay mình cùng thử Hôm ăn nay mình cũng ăn thử món gà hôm nay mình cùng ăn thử món gà hầm xăm nhé. 네, 좋습니다. 오늘 점심은 제가 사겠습니다. 사겠습니다. Như là hôm nay á, trưa buổi trưa hôm nay tôi sẽ mua 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 cho cậu á. 아닙니다. 제가 오늘 점심을 내겠습니다. Không không. Tôi sẽ trả, tôi Hôm sẽ nay tôi sẽ trả. trả. Tôi sẽ trả bữa trưa này cho. 그러면 식사 후에 제가 커피를 사지요. Sau bữa ăn thì tôi sẽ mua cà phê. Tôi sẽ đãi cà phê, tôi sẽ mua cà phê đãi cho. Rồi bây giờ mời bạn Alo Phương ơi, em nghe cô nói không? Tại vì học mà không đọc được thì ổn. Kim Phương lần sau là phải chuẩn bị cái micro cho cô nha. Rồi, vậy mời bạn Mai Phan, Mai Phan với lại anh Quý đi, Trang 82. Ilship chip. Đọc lại Ilship chip. Rồi, tới bạn Vũ Thị Nhã với lại bạn Quang Trinh. Nhã, Trinh. Đọc tiếp em. Rồi, bị bắt gặp rồi nhen. Humble mở cái bồ của hàng từ dưới đếm lên hàng số 5 phải không nhỉ? Hàng thứ 5 á em.
Rồi, các bạn. 아닙니다. 제가 오늘 점심을 먹겠습니다. Nè. Rồi, các bạn nhìn lên bảng nè. Ao bồ tà, ở đây là động ngữ pháp có nghĩa là gì? Ao bồ tà. Động từ cộng với ao bồ tà có nghĩa là gì đây? Làm cái gì đó thử phải không? Động từ cộng với ao bồ tà có nghĩa là làm cái gì thử. Ví dụ như là ăn thử thì nó thế nào đây? Mogo bồ tà, mogo payo, ăn thử. Bây giờ mình nói là tôi viết thử. Sư tà viết thử là gì đây? Sơ bô sẹo. Viết thử, hãy viết thử. Sơ bô tà. Sơ bô sẹo. Sơ bô cái. Sơ bô tà thì ư thì cộng, nó cộng với a ơ thì nó sẽ cộng, nó thành ơ đúng không? Sơ bô sẹo, hãy viết thử. Các bạn luyện nói nha, hãy mặc thử cái áo này, hãy mặc thử cái áo này. Mặc là gì đây? Ibta. Ibo. Ibo. Hãy mặc thử cái áo này là Iosu. Ibo boseyo, hãy mặc thử cái áo này. Hãy ăn thử cái món này, hãy ăn thử món này. Nè, i um식을 먹어 보세요. Rồi, anh Quý nói thử nha. Hãy nghe thử cái bản nhạc này. Hãy nghe thử bản nhạc này. Thực tà thì nó sẽ biến thành thừ rơ bô xèo. Anh Quý kịp không anh? Y âm sẽ cưới thừ rơ, y âm mà cưới thừ rơ bô xèo. Thừ rơ bô xèo, thừ rơ bô xèo. Đó là a o bô tà, làm thử cái việc gì đó. Rồi bây giờ ngữ pháp a o bô y tà có nghĩa là gì đây? A o a nè. Bô y tà, hồi nãy là bô tà, còn đây là bô y tà. Trông có vẻ nha, trước nó luôn luôn là một tính từ, các bạn nhớ. Hồi nãy là động từ cộng với a ơ bô tà, còn cái này là tính từ cộng với a ơ bô y tà. Trông có vẻ, trông có vẻ nha. Bây giờ mình nói dễ bô tà, dễ bô tà, dễ bô tà, trông có vẻ đẹp. Dẹp bơ, dẹp bơ bô dơ dồ, đúng rồi. Dẹp bơ bô y tà thì nó sẽ biến thành dẹp bơ bô dơ dồ. Ô, hồi nãy bạn nào gọi vậy? Bạn vào dấu cộng kéo bạn Quang Trinh vào mình nha. Vào dấu cộng á, cái kéo kéo vào giùm. Trông có vẻ đẹp. Rồi, nhỏ là gì đây ạ? Chắc tà. Cáo này là gì đây? Y ồ sơn, trông có vẻ nhỏ, trông có vẻ nhỏ. Y ồ si hoặc là y ồ sơn, y ồ si chả gá bô yoyo, trông có vẻ nhỏ. Trong cái món ăn này có vẻ ngon quá. Trong cái món ăn, cái món ăn này là y chicken ngon. My sister boyo. Y âm chỉ kiến my sister boyo, trông có vẻ ngon. Hoặc là trông chị ấy có vẻ thông minh. Thông minh là gì vậy? Thông minh. Tốt tốt ha ta. Tốt tốt ha ta. Rồi, trông chị ấy có vẻ thông minh. Khư khư nhơ ca. Nè, tốt tốt khe boyo. Nè, tốt tốt khe boyo. Hoặc là trong cái người đó trông có vẻ có hạnh phúc. Trong cái người đó hạnh phúc. Cái người đó trông có vẻ hạnh phúc chứ. Cứ sa람이 cứ사람 cứ사람이 행복해 보여요. Trông có vẻ như thế nào đó thì mình dùng tính từ cộng với a ơ boita. Trông có vẻ như thế nào đó. Còn động từ a ơ bota là đã từng làm cái gì chưa? Làm thử cái gì chưa? Ha. Phân biệt hai cái ngữ pháp này để bị lộn. Rồi bây giờ chúng ta sang bài hội thoại thứ hai, 83, trang 83. Stress.
해소 방법에 대해 조언하기. 해소 ở đây là gì đây? Heso. Như là giải quyết, cởi bỏ đi stress á. Sao rớt mất tiêu hết rồi. Ủa mấy bạn lớp mình đâu rớt mất tiêu hết rồi. Thôi gọi lại đi. Nãy ai gọi vậy? Chị Mai xấu rớt tiêu. Tắt đi gọi lại. Đường dây bị trễ rồi. Quang Trinh ơi, em tắt đi gọi lại. Tắt đi Quang Trinh. Này mình gọi không rõ nữa là đi đập đầu vô gối tự tử. Nghe rõ không vậy? À, hình như là buổi tối mạng như mình bị yếu hơn là buổi sáng. Buổi sáng mấy bạn học rõ lắm. Rồi bây giờ chúng ta xem nha. Sư sư đây sư he su bằng bơ bê tê he chuan hả gì. Như là lời khuyên về cách cởi bỏ đi stress ha. Rồi saram yêu. Mình nói cái gì đây? Các bạn xem. Il temone stress가 많이 쌓인 친구에게 어떻게 스트레스를 푸는 것이 좋을지 조언하십시오. 아, 거기 câu này nói gì đây? 스트레스가 많이 쌓인다. 쌓이다. 쌓이다. 쌓이다 đây là gì đây? Bị bị chồng chất. 쌓이다 là câu bị động nè, câu bị động nha. Chút nữa học xong bài này mình giải thích cho các bạn cái phần câu bị động. Câu bị động sa y tà thì trước nó luôn luôn là trợ từ y ca. Vì công việc y tê mình này, vì công việc mà vì công mà đi sa in chinh gu e cái ô tô kê sư phụ nên có sẽ chỗ chứ. À, khuyên ai đây? Bây giờ khuyên nè, khuyên người bạn bị nhiều stress vì công việc. Ok. Làm thế nào để giải stress? Cách nào giải stress tốt thì khuyên khuyên người bạn đó. Khi người bạn mà bị stress vì công il temune stress가 많이 쌓인 친구에게 어떻게 스트레스를 푸는 것이 좋은지 조언하십시오. Hãy khuyên người bạn bị stress vì công việc cách nào để giải quyết để xả stress. 스트레스를 푸는 방법에 대해 친구에게 조언을 구하십시오. Hãy tìm lời khuyên từ người bạn về cách xả stress. Rồi các bạn xem nội dung này nói gì nha. Mời hai bạn cùng nhau đọc phần này. Mời bạn Mai Phan và bạn Linh Lê. Các bạn khác theo dõi lát nữa mình gọi. Rồi bắt đầu. 요즘 회사에 일이 너무 바빠서 스트레스가 많이 쌓입니다. 스트레스가 많이 쌓이면 건강에 나쁘지요. 권우 씨는 스트레스가 쌓이면 어떻게 보니까? 보통 친구들하고 술을 마시거나 사우나를 합니다. 스트레스가 쌓았을 때 술을 마시는 것은 건강에 나빠요. 네, 저도 압니다. 보통 스트레스가 쌓았을 때 술을 마시거나 사우나를 하면 괜찮았습니다. 그런데 요즘은 그것도 별로 효과가 없습니다. Rồi, tới bạn Quang Trinh và bạn Nhung.
Bị bắt gặp rồi nha. Ông đồng ấy. Nè, yeah, rồi các bạn xem đây. Giờ dịch nội dung này nha. Kyono 씨, 오늘 조금 피곤해 보이는데요. Hôm nay trông cậu có vẻ figon hả ta? Mệt mỏi đúng không ạ? Hôm nay trông bạn có vẻ hơi mệt mỏi. A ơ bôi ta mình mới học đó. Một suy nghĩ gì xem có? Một suy nghĩ gì xem đó? Nè, 요즘 회사에 일이 너무 많아서 스트레스가 많이 쌓입니다. 다음 câu này, 스트레스가 các bạn xem, chú ý cái phần này nè, 스트레스가 쌓이다, 스트레스가 쌓이다. Lưu ý, 쌓이다 đây là câu bị động, động từ bị động. Và trước nó luôn luôn là trợ từ ik. Câu bị động là trước nó là trợ từ ik nha, chứ không phải là ir. Thì trợ từ ik nó bị gì đây? Mình có thể dịch nó là bị hoặc là được. Dạo này vì quá nhiều công việc công ty, quá nhiều Rất là việc nhiều việc công ty nên nên là căng thẳng và bị chồng chất nhiều. bị nhiều căng thẳng, nhiều bị stress, bị nhiều stress. Rồi, 스트레스가 많이 쌓이면 건강에 나쁘지요. Nếu Nếu mà bị căng thẳng stress nhiều ấy thì là sức khỏe không được tốt đúng không? không tốt cho sức khỏe. Còn nếu 씨는 스트레스가 쌓이면 어떻게 풉니까? 풀다 풉니까? Nếu bị stress thì Stress làm thế nào để xả stress đó? Phun tả. Boton chinguter hago suru mai shi gona. Saunaru hamnita. Gona. được Các bạn nhớ cái phần gona này không? Gona. Hoặc. Nhưng mà cộng với gì đây? Động từ thôi nha. Còn danh từ thì mình cộng với gì đây? Na. Ina hoặc là na. Danh từ. Rồi động từ thì gona. Vậy mình dịch như thế nào đây? Trang 83 như anh Quang. Dương Quang. Dương Quảng. Thường thì tôi thường Tôi uống có rượu với bạn bạn với ông và bạn uống rượu tắm hơi. và đánh nhau. Tắm. Bạn nào đánh nhau vậy? Nhau mà đánh nhau. Sau nè. Sau nè nên là như là đi tắm hơi. Còn sau tà hai chữ sờ sau tà câu nói hay nhất của tháng 10 á nha. Đánh nhau là hết stress hả? Sau na là tắm hơi. Ơi rồi tiếp theo. Tắm tắm bóc hả? À bị ồn bên mà máy chị Phan. Chị Mai Phan. Rồi. Nè, 저도 압니다.
보통 스트레스가 쌓였을 때 술을 마시거나 사우나를 하면 괜찮았습니다. Vâng, tôi cũng biết. Tôi cũng biết alta thì chỉ là âm nì ta. Thường thì khi mà stress, khi mà bị stress nhiều ấy, thì là uống rượu Hoặc hoặc là là tắm hơi. Nếu mà uống rượu hoặc là tắm hơi thì không không vấn sao. đề gì nữa. Coi như là không có vấn đề gì luôn á. 그런데 요즘은 그것도 별로 효과가 없습니다. 별로. Các bạn Nhiên xem, thì lưu ý cái phần này nữa nè. Below thì sao nó luôn luôn là câu phủ định nha. Ví dụ như ông đi thi mình người ta chọn câu đúng hay câu sai gì đó thì nhớ là sao below là câu phủ định. Rồi nhưng mà dạo này cái việc đó thì coi đó như đó thì nó không có hiệu quả. không có hiệu quả gì hết á. 운동을 좀 해보면 어떻습니까? Vâng, Thử. nếu mà Vận động thử, thử vận thể động. dục thì sẽ thử tập thể dục thì sẽ như thế nào nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. 규칙적으로 운동을 하면 스트레스가 풀릴 겁니다. 아, ngay chỗ này có cái từ câu bị động nữa đây. 스트레스가 풀리다. 풀리다 là câu bị động của phúc tài các bạn nhé. Ừ, đây là câu bị động được xả stress. Xả được stress. Rồi, nếu như bạn tập thể dục điều độ Nhưng thì mà để sẽ đúng cái này quy tắc thì sẽ sẽ giảm được stress. sẽ xả stress, sẽ giảm được stress, sẽ xả được stress. Thưa Rồi, cô y được. giáo ơi, cái câu bị động này thì cũng dùng trong để tương lai được hả cô? Quy liên công đi tà là tương lai phải không ạ? Đúng rồi, được. Không có vấn đề hết. Rồi. 이렇게 바쁜데 제가 운동할 수 있을까요? Vậy이렇게. như thế này thì là có thể tập thể dục được không ạ? Đây là coi như là hỏi tự hỏi một mình nha. Ư cà vô ở đây không phải là hỏi ý kiến người khác mà là tự hỏi mình. Coi như là bạn như thế này không biết là có thể tập thể dục được không? Tự hỏi mình nha, không biết là có tập thể dục được không? 회사에서 가까운 헬스 클럽에 가서 규칙적으로 운동해 보도록 하세요. Mình đã học ngữ pháp 도록 하세요 rồi. Hãy đi đến đâu này? Câu lạc bộ Tôi biết hels là câu lạc bộ ở gần thể công ty ở gần công ty. và Rồi, tập tập thể thể dục dục đúng với lại cách điều độ. Chờ coi như là theo quy chưa tắc, coi như là điều à, độ. theo quy tắc tập thể dục theo Ừ. quy Như là tắc. khuyên thì cái câu này là cái người Kanu này ở bên sư này khuyên cái người tên là Kanu khuyên đó nha. Tu đọc hả sao Và khuyên. 그게 좋겠군요. 그런데 회사 근처에 좋은 헬스 클럽이 있습니까? Vậy thì tốt nhưng quá mà thế thật nhỉ. là tốt này, nhưng Nhưng mà mà ở gần công ty thì có cái câu lạc bộ tốt không ạ? có câu Có lạc câu lạc bộ bộ. tốt ở gần Đúng rồi đó. 네, 괜찮은 곳이 하나 있는데 회사에서 걸어서 5분쯤 걸릴 겁니다. 걸립니다. 걸립니다. công Vâng. ty. Vâng, một chỗ nhỉ? Có một Có chỗ hai cũng được. hai Có cái một chỗ. nơi thì cũng được. Đi Dạ bộ. được Ở công được ty rồi, đi xin bộ chào mất và khoảng cậu mất khoảng 5 phút đi bộ mất và khoảng 5 phút. mất 5 phút. Ừ, 걸어서 걸어서 그러면 그곳 전화번호나 위치를 좀 자세히 가르쳐 주십시오. 위치. Vậy thì Hãy bạn cho chỉ tôi tôi biết rõ số số điện điện thoại thoại và và địa chỉ vị vị trí. trí Vị trí của nơi đó. của nơi đó. Cha xe hi là gì đây? Cha xe hi. Cụ thể hả cô? Cụ thể, rõ, tỉ mỉ, chi tiết. Nè, 그러시죠? 그렇죠? 그렇죠? Vâng, như thế. Trong bài này mình phải chú ý cái phần bị động nè. Giờ đọc sơ qua cái đi, cái mình qua cái phần bị động nha. Rồi, mời bạn Dương Văn Quảng đóng vai Biên Sư. Bạn Linh Lê đóng vai Kenu.
너무 많아서 스트레스가 많이 아닙니다. 할로. không nghe hả? Anh đọc đi anh Quảng. Hàng trên anh, hàng trên á anh Dương. Trên cơ mà. Anh là bên sư. Bên sư à? Dạ. Sayosul de. Rồi tới chị Mai Phan. Chị Mai Phan và bạn nãy bạn nào chưa đọc đây? Nhung. Mai Phan với lại bạn Nhung nha. Thật sự là nghe em nghe học rõ là đọc biết tên đâu chứ thôi. Biên sư chị. Đè. Thôi mình tắt nha. Bạn nào gọi lại cho mình đi ha. Có hai bạn chưa vào được. Nhung vào rồi. Linh. Anh Linh chưa vào được á, bạn Quang Trinh. Bạn Quang Trinh kéo bạn Linh vào. Vào dấu cộng mới kéo bạn đó vào. Thêm người vào cuộc gọi. Được không? Đó, bạn bạn vào dấu cộng á, vào dấu cộng cái chợ. Em vào dấu cộng rồi. Em phỏng hai người phỏng luôn. Vậy gọi lại ha, gọi lại đi.
Rồi, giờ được rồi phải không? Ok. Hồi nãy á, mình gửi cho các bạn cái phần Python số 3. Cái trang trong Kakao. Các bạn thấy chưa? Tìm lại đi, giờ mình học cái phần đó. Phần này tương đối là cái phần câu bị động với là câu cầu khiến là khó nhất trong phần câu tiếng Hàn. Bắt buộc các bạn phải học thuộc lòng thôi. Nhưng mà bây giờ mình giảng sơ cho các bạn rõ ha. Mở cái trang đó ra đi. Các bạn mở trang đó ra đi ha. Chỉ có như đây, cứ như đây thôi. Ờ. Các bạn có thể tìm từ điển được mà. Ví dụ như cái từ đó là cha tà là ngủ nè. Thì từ bị động của nó là treo tà, dỗ ngủ. Bô tà, bui tà, bị thấy hay là được thấy gì đó. Nó đều nằm trong từ điển hết. Các bạn tìm là có thôi. Mình hiểu cái đó là câu bị động hay là câu cầu khiến. Mình hiểu được cái đó là được. Mình nhận biết là được thôi. Chứ cái này coi như là mình tìm từ điển là có hết à. Rồi bây giờ mình giải thích nha. Các bạn xem. Bui tả này có nghĩa là gì đây? Cha chú nậu nên sa tung xà. Bui tả là từ bị động của từ. Bô tả là gì đây? Được xem hoặc là bị xem. Bị xem hoặc là được xem nha. Bô tả, bui tả. Xem nè, xem. Rồi. Sư tả. Sư y tả là gì đây? Viết, được viết, bị viết gì đó. Nói y tả là được đặt lên. Được đặt. Sai y tả. Hoặc được hoặc là bị Trồng chồng chất chất. bị trồng chất Đúng rồi. So ghi tả. So ghi tả. So ghi tả đây có nghĩa là gì đây? được chôn vào bị trộn vào Được trộn hoặc được bị trộn. Trộn lẫn á. ấy bị Trộn. Đúng rồi, trộn. So tả. Cắt ghi tả. Cắt tả. Cắt ghi tả. Đúng rồi, cắt hoặc là giảm. Nãy mình có gửi cho các bạn cái phần tiếng Việt đó. Rồi, bạc quy tà, đây là bị động của bạc cu tà nha. Nhiều khi các bạn thắc mắc tại sao mà ủa sao nhiều lúc bạc cu tà mà nhiều lúc bạc quy tà? Thì bây giờ mình biết là bạc quy tà đây là câu bị động, động từ bị động nha. Bị thay đổi, được thay đổi. Đó mình mới học, mình cũng đâu có biết đâu, không biết sao mà tự nhiên bạc cu tà mà tự nhiên bạc quy tà không hiểu, thì ra nó là câu bị động. Thì trước bạc quy tà này là trợ từ y hoặc là ca. Rồi ki ki anh ki tà anh. Cô y tả Bố y là tà, xem, thế mình có hiểu là được xem nó không có hay chỉ bị xem là được xem mà, tùy là vào phải nội là xem dung. như thế hả? Được xem hoặc là bị xem tùy vào nội dung tốt hay xấu. Xem bằng cái Nếu mà nội không dung xấu thì mình dịch là bị, còn nội dung tốt thì mình nên được. là thế em biết ạ. Xem được, nhìn thấy được, nhìn thấy được, bị thấy được, nhìn thấy được. Rồi anh tà là ôm nè, anh ki tà là gì đây? Bị ôm, được ôm. Xích tà, xích ki tà, bị rửa hay là Rửa được hình như chưa? được được ai đó rửa cho mình đấy. Canh tà, canh ki tà như là canh, Bị nhắm mắt á. được nhắm mắt, bị nhắm mắt. Chích tà, chích ki tà, chích ki tà, chi xé hả? Bị chụp à? Chích tà đây là Phải, cái này xé, xé. bị xé Xé đó. hả cô? Xé. Rồi chốt tà, chốt ki tà, bị đuổi, bị rượt, bị đuổi à? Chốt tà, chốt tà có phải là Tà đuổi thì không? là bị đuổi á. Chốt tà là gì đây? Đuổi, đuổi theo, bị đuổi, bị đuổi, bị rượt á. Rồi tiếp theo qua cái phần hi, một khi tà như là được ai cho đó, Được ăn. ai đó cho ăn, được cho ăn. Một khi tà ai đó đọc cho, được ai đó đọc cho. Chập pi tà đây là bị bắt nè. Bảy pi tà, bảy pi tà đây có nghĩa là bị đạp, bị chà đạp, Ăn này là chờ đạp hả cô? bị dẫm chân á, bị đạp, bị dẫm, bị đạp. Chập pi tà, chập pi tà là gì đây? Chập pi tà đây là gấp lại, xếp lại, được gấp, được xếp. À thì chết quên. Rồi tiếp theo có cái từ gì nữa? Từ tiếp theo có nghĩa là gì đây? Ồ, pita như là được cổng. Pizza. Được cộng.
Rồi, palta, palta là bán, còn palita là được bán. bị bán, được Bị bán. được bán, bị bán. Molta, molita, molta là gì đây? Không biết Molta. à? Ta không biết à? Vậy cái này molta là theo đuổi, bị theo đuổi, theo đuổi. Cái này là bị theo đuổi nha, theo đuổi. Milita, bị đẩy, bị đẩy, bị đẩy. Milita là mình đẩy lên trước á, bị đẩy lên trước. Pulita là gì? Pulita, nãy là pull Xả. tàm, giảm. Xả, xả stress, nếu mà dùng stress thì mình giảm stress hoặc là xả stress á. Yelita, yelita là mở nè, yelita là bị mở hoặc là được mở. Ôi bạn Dương Quảng không vào được rồi, có một bạn không vào được rồi. Colita, colita là gì đây ạ? Colita, treo, bị treo, được treo, bị treo. Rất mạnh rồi cô ơi, hu hu. Bạn nào nãy gọi vậy? Vân Trinh phải không? Mai Kéo Phan. bạn quản này là công ty được quá rồi gì Chị kéo ảnh vào mấy em đi chị. Đang kéo. Rồi, thư ly tà. Thư ly tà đây có nghĩa là gì đây? Thư ly tà đây là nghe được phải không? Thực tà, thư ly tà, thư ly tà đây là là nghe được, bị được nghe nghe. được rồi. Nghe đó, cái này là câu nghe. Yoli là bị mở. Được Đúng không? không? Cứ mang qua sao? Rồi, đó là Cô cái. giáo ơi. Vâng. Vâng, thế trong tất cả các động từ này thì những động từ nào là phải dùng y với cả? Trước nó đều Cái học viên đứng nào con sau. trai được cái thông quan ấy. Trước những cái động từ này, trước nó đều là Trai không y hoặc là để ý ca. không về là mới bảo con Giờ trai. các bạn xem nè. Alo, bạn Nhã tắt mình micro nhé. Tắt cho mình micro. Rồi các bạn nhìn vào cái phần lưu ý trước đi rồi hồi chút mình tìm hiểu cái ngữ pháp sau. Lưu ý thứ nhất. Tung xà rứ, phi tung xà rố, bạc cul tê nên, à phê cho tung, cho xà cá bạc quyên tả. Khi mà mình chuyển cái câu đó sang câu bị động thì cái trợ từ ư rư này nó sẽ biến thành y ca. Ha. Các bạn xem câu mẫu nè. Nà nên, phán nghe sò, bà tà rứ, phải à, tôi xem, tôi nhìn ngắm biển ở ở phòng, tôi nhìn ngắm biển như tôi nằm trong phòng, tôi nhìn ra ngoài ngắm biển á. Ngắm cái gì? Ngắm biển. Rồi như vậy chuyển qua câu bị động này nha. Phản nghe sao pa tà cá bôi rồi thì bô tà nó sẽ biến thành bôi tà, và ba tà rư thì nó sẽ trở thành ba tà ca. Phản nghe sao pa tà cá bôi rồi, tôi nhìn thấy, nhìn thấy gì? Nhìn thấy biển ở trong phòng. Tôi thấy được hoặc là tôi thấy được biển ở trong phòng. Ở trong phòng tôi nhìn thấy được biển. Nó có nghĩa là vậy. Nghĩa nó cũng thì mình để ý là trước động từ bị động đó là trợ từ ik ha. Rồi câu tiếp theo. Dập chip bê sò âm mạc xô đi rứ thư đó xòe. Có nghĩa là gì đây? Tôi đã nghe tiếng nhạc ở nhà bên cạnh, nhà kế bên. Nghe cái gì? Nghe tiếng nhạc. Thì cái âm mạc xô rư đi, đây là danh từ tân ngữ chỉ mục đích nói tân ngữ, thì mình cộng với ư rư là nghe cái gì? Nghe tiếng nhạc. Rồi bây giờ mình chuyển qua câu bị động nè. Thì dập chế bề sao âm mạc xô rì ca thử lời ư rư này nó sẽ trở thành y ca, và thực tà nó sẽ trở thành thử ly tà hen. Thì ở bên tôi nghe được, tôi nghe được tiếng nhạc ở nhà kế bên. Thì nghĩa nó cũng giống thôi, nhưng mà nó sẽ trở thành câu bị động và trợ từ ư rư nó sẽ trở thành trợ từ ik, động từ thì nó sẽ trở thành động từ bị động. Rồi rồi lưu ý thứ hai các bạn xem theo dõi mình nha. Ikita, puita, nalita, nến, sa tồn quá phi tồn nghĩa hương thề cá thạch thà. Những cái động từ như là ikita được ai đó đọc cho nghe, puita, nalita nó là câu động từ bị động nè, và cũng là động từ dạng câu gây khiến,
dạng câu cầu khiến. Nó cùng sử dụng cùng một động từ nhưng mà sử dụng trong hai câu bị động và câu cầu khiến. 조사를 보고 알수 있습니다. Mình nhận biết qua đâu đây? Nhận biết qua trợ từ. Mình xem trợ từ nó là cái gì thì mình sẽ biết nó là câu bị động hay là câu cầu khiến. Các bạn xem câu bị động, câu thứ nhất. 요즘은 이 소설 책이 많이 읽힙니다. Có nghĩa là gì đây? Thì các bạn thấy trợ từ nó là trợ từ gì đây ạ? Y đúng không? Y thì đây là câu bị động. Dạo này sách tiểu thuyết này được đọc nhiều đúng không? Được đọc nhiều. Thì nãy mình có nói là câu bị động á, thì trước đó là trợ từ ik thì nó nằm trong cái phần đó thì nên đây là câu bị động. Câu dưới. 선생님이 학생에게 책을 읽힙니다. Thì đây là câu cầu khiến. Cô giáo đọc sách cho học sinh. Học sách cho học sinh. Nhưng mà nó lại thêm một cái danh từ nữa nha. Câu cầu khiến là thêm một cái danh từ nữa. Và trợ từ nó cũng là ư rơ thôi. Đọc sách cho học sinh nghe. Đọc sách cho học sinh nghe. Rồi, coi cái phần lưu ý thứ ba là cái gì đây? 피동사가 없는 동사들은 게 되다, 아오지다. 사용하여 피동의 의미를 나타낸다. Nếu như mà nó không có nằm trong những cái trong cái bảng này nè. Các bạn thấy không? Động từ bị động hay là động từ câu cầu khiến á, nó không có nằm trong cái bảng này á thì mình sử dụng ngữ pháp kê tuệ tà hoặc là a ơ chì tà, câu bị động. Cái đuôi này gắn vào câu cái động từ thì cái câu đó sẽ trở thành câu bị động. Có một bạn rớt rồi, chán quá, mình gọi lại ha. Mình gọi lại cho ảnh đi ha. Alo, sao mọi người im re vậy? Tắt đi để mình gọi lại Đang nghe mà. cho. Nghe bình thường. Nghe rõ không? Tắt lại đi, mình gọi cho anh Quảng vô để nó buồn Đang á. nghe. Tắt đi. Say lắm mà. Anh Dương Quảng mạng ảnh yếu, ảnh vào không được rồi khóc rồi sao không biết đâu mà anh Dương yếu bù. Tắt gọi lại lần nữa cho nè. Rồi hai. Dạ. Mạng anh quản giờ không được, chắc mạng anh bị yếu rồi. Thôi. Thôi mình đi tiếp nha. Tại vì nãy đang học còn. Rồi, vậy bây giờ mình xem câu ví dụ nha. Câu thứ nhất. Mời bạn không có ai hết trơn. Có em với anh Linh. Có em. Ô, anh Quảng vô rồi nè. Trời ơi anh Đây là Quảng. Dương Quảng là đây tôi. Ôi, anh Quảng ơi. Để kéo mọi người vào. Để em kéo vô. Nhã
đang kéo bạn vô mà sao không được Học ở thì đâu được không? mình học bên Kakao á, trong cái trang câu bị động á. Nhã ơi kéo ơi, sao kéo được? Kỳ vậy ta? Hai bạn bị rớt rồi. Rồi, thôi sao giờ? Chắc là phải gọi là nữa. Mạng của em bị kém. Rồi rớt hết rồi. Thôi anh Linh gọi đi hát. Anh Linh gọi đi. Ui. Nghe thấy gì chưa bà con ơi? Rồi á. Rồi rồi rồi. Rồi, bây giờ học tiếp, tiếp 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 tiếp. Tiếp Bạn đi. Dương chưa được cô. Tại mạng của bạn yếu rồi, mình gọi nãy giờ mấy lần rồi. Thôi mình đi tiếp đi. Có gì cho bạn đó nghe lại ghi âm. Rồi câu cái phần dây muôn nha. Câu dây muôn. Rồi bắt đầu, dì Moon, câu thứ nhất. Yo chum, chẳng xa ca chạy, thẻo, một lần nhỉ, ô nơi tố ổ ship, bớt sơ thả pallet rồi. Dạo này như là buôn bán có tốt không? Buôn bán có được không? Tất nhiên rồi, hôm nay tôi cũng đã bán hết sạch quần áo. Ô nơi tố ổ ship, bớt sơ thả pallet rồi. Hôm nay tôi cũng đã bán hết sạch quần áo, bán được hết quần áo. Hang câu bị động nè. Ổ si, trợ từ ika nha. Câu bị động thì trước nó là trợ từ ika. Palita, paletta, bán được. Rồi, câu thứ nhất, mời bạn Quang Trinh. Dây muôn. Rồi. Pyeokke. 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 Gollin. Nè, câu này mình dịch như thế này. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Pyeokke, gollin, cho kurimun, moeyo. Cái tấm ảnh đó, cái bức ảnh đó đó, cái bức ảnh đó đó. Cái bức kia tranh mà là được treo ở trên tường, cái bức tranh mà được treo trên treo lên tường đằng tường, kia. câu bị động này nha, cái bức tranh mà được treo lên tường đằng kia đó là cái gì vậy? Cớ ly tà, cớ ly tà, được treo, bức tranh được treo đằng kia, ở treo để, được treo trên tường á. Rồi câu thứ hai mời bạn Mai Phan, chị Mai Phan. Đoạn nào, đoạn nào thôi, là em không biết Đoạn được luôn. câu bị động phi tôn xà cái trang trong ca cao cái phần dây muôn câu ví dụ thứ hai, câu ví dụ thứ hai á dây muôn ai cả ổ ma phu mê anh chờ số chào quý sợ đứa bé anh Đứa tà bé thì anh kia tà là được là gì đây được được ôm đúng không được phum là gì đây trong lòng mẹ đứa bé được ôm trong đứa bé được ôm trong lòng mẹ nên nó đang ngủ hen rồi nãy là anh tà là ôm nè còn anh kia tà là được ôm hoặc là bị ôm trước nó là trợ từ ika ai ika rồi câu thứ ba mời bạn Linh Lê Văn dạ Param. Cô cho bạn khác nào cô đi em làm cô sau ạ. Rồi, Dương Văn Quảng, Dương Văn Quảng. Đúng. Parami. Parami. Rồi, mời bạn Quang Trinh. Em đọc quá cô. Dạ. Param.
Ha, gió thổi mạnh, xe kìa, thổi mạnh nha. Parami sege burozo, vì gió thổi mạnh. Muni chocholo yeollaseyo, nên cánh cửa tự động bị đóng lại. Đen, chocholo là tự động. Muni, mun, cánh cửa tự động bị đóng lại. Yeollita là mở nè. Ồ, yeollita chứ, là tự động mở ra chứ không phải đóng nha, quên. Mở, tự động mở ra. Gió thổi mạnh quá cho nên là cái cửa tự động bị mở ra. Rồi, câu thứ tư mời bạn Linh. Đúng rồi. Nun đây phải mát mà là tuyết. Hình như vào ban đêm tuyết rơi nhiều à. Kuro nèo à. À, 그러네요. 밤에 밤새 눈이 많이 쌓였어요. Tuyết bị chồng như là bị chồng bị gì ta? Bị thì nó rơi xuống thì nó dính lại. Nó chồng lên. Khó dịch quá. Rồi. Viết đông lại. Đông lại nhiều. Rồi câu 5. Câu 5 mời bạn Vũ Thị Nhã. Tên trộm đã bị bắt ở Đúng. cảnh sát ở đồn cảnh sát. Permin chào bác sĩ đã bắt được tên tội phạm chưa? Tội phạm. Nè, oje bà mẹ vào tối ngày hôm qua, kiểm tra đề kế chập phết rồi. Kiểm tra đề kế chập phết rồi. Đây là câu bị công an bắt nè. Bị ai bắt? Bị công an bắt. Tên trộm đã bị công an bắt. Đã bị công an bắt. Ê kìa, có thêm một cái danh từ nữa nè. Chân trai, cảnh sát. Bị cảnh sát bắt. Rồi. Bây giờ các bạn có thấy đỡ hiểu được phần nào chưa? Câu bị động. Đỡ hơn lúc đầu không? Nói chung là cái câu này là mình không phải là nó không có dễ đâu nghe. Không phải là hiểu học như đây mà hiểu được 100% đâu. Nhưng phần cần phải kết hợp sự cần cù của mình nữa. Phải chịu khó học thuộc những cái câu bị động này nữa. Có thể đổi là ai ca ấm ma phun mẹ ăn chưa cha sợ, nghĩa là bỏ rơi đúng không, hay là phải tự là Anh bắt chưa? mừng với cả Được được con được chó. được, anh chờ số hoặc là anh chờ, ok luôn, được luôn các bạn. Tại Sao sao mỗi áp câu dụng? đều có thêm từ thơ ở đấy? À, ô sô. Như này thì áp dụng như này, còn trường hợp mà nó không có thì mình dịch như thế. A ô sô. Không có chữ sơ coi như là mình rút nó ngắn gọn lại, như mình lược bỏ đó. Còn có thì mình có đầy đủ. Còn không có chữ sơ đi coi như là lược bỏ sơ cho Nhưng mà nó trong trường hợp viết thì mình thích viết vào được mà không viết vào cũng được ạ. chắc là không có vấn đề đâu, tại vì người nghe vẫn hiểu bình thường, không có sai đâu nha. Rồi vậy thì